Chào mừng em quay trở lại Leo Worldbot nha. Và tiếp tục với video ngày thứ hai trong ngày á. Thì video trước mình đã giới thiệu rồi, mình sẽ thử nghiệm luôn đó là bộ vũ khí in ra xuống lửa nha nè. Mình cũng không biết là nó bị lỗi hiển thị hay cái gì, nhưng mà mình lắp vào cái khẩu hero này thì nó lại lắp vào hai bên như thế này. Chắc là bị lỗi thôi, tại vì con ra này đợt trước đó, lúc mà ở trong test server nó đã bị lỗi cái vấn đề này rồi. Và đây chắc là mới cập nhật xong nó như thế này. Nhưng mà nhìn như thế này thì mình lại thấy con Indra nó lại ngầu ngầu sao đó nào ạ. Giống như là đây, khi mà mình thoát ra khỏi cái trụ này, anh em nhìn vào anh em có nhận ra con Indra không? Đó, nó tự nhiên nó có thêm hai cái sừng hai bên, nhìn nó cũng hơi là lạ. Nhưng mà một phần đó, nói chung là khi vào trận á, mình cũng không biết là khi vào trận nó có như thế này hay không nha. Chủ yếu là mình test súng thôi, còn lại nói chung là cũng hơi mất thẩm mỹ cái vấn đề này, nhưng mà thôi kệ, nhìn nó cũng hơi lạ lạ. Đó à, và mình sẽ học theo cái kiểu chơi của ông Thiên, đó là mình lắp là ba khẩu ba cái RA luôn nha, với lại chơi thêm một cái All Cloud nữa. Kỹ năng này nên kỹ năng con ra này thì mình cũng không biết là như thế nào nha, nhưng mà hình như là tất cả những con Titan mà mình lắp ba cái RA thì nó lại không hồi máu liên tục, không hồi máu liên tục trong trận đấu hay sao ấy, nó bị ngưng luôn cái khả năng đó là thợ máy này nè. Mình cũng không biết là tại sao, nhưng mình đổi thành hai cái thì nó lại hồi máu anh em ạ. Ngộ ha, mình cũng không biết là nó lỗi gì, nhưng mà thôi kệ, dù sao thì cũng ba cái thôi, chơi ba cái. Ở đây chính là một trong những con Titan mà tới giờ là gần như là cũng chưa có ao meta đâu, từ lúc nó mới ra tới giờ chưa tăng, chưa giảm sức mạnh bao giờ. Hơn nữa thì nó còn có ý định nó là tăng sức mạnh, nhưng mà biết nó đáy bá quá rồi nè, nó không có tăng anh em. Và ngày hôm nay thì mình sẽ cho anh em thấy là con Indra này một khi có đồ mới thì nó cũng không hề yếu nha, có thể rất là mạnh. Bởi vì cái chiến trường hiện tại bây giờ chỉ có một là Rock, hai Luchador, và ba chính là cái thượng đẳng hơn, đó chính là con Bad Queen. Nhưng con Bad Queen thì chắc chắn là không ai có dễ đâu, nên là thôi chúng ta nên sử dụng Indra thôi. Nhưng như có súng này Inferno và Viro này, Inferno nghe Inferno là biết là súng lửa rồi. Đó, chung là mình cũng không biết là tại sao, nhưng mà gần như là mình lắp súng nhiều con này thì mình thấy màu của nó cũng hợp cả em ạ, không biết là tại sao. Đó, nhưng mà cái lần này thì nó hơi lạ nha nè, hai cái trục mà đây, hai trục lắp súng thì nó nằm ở đây nè em ạ, hai trục lắp súng thì nó nằm ở bên trái và bên phải như thế này, mà cái súng nó lại chột, nó lại thọt vô trong thì nhìn nó cũng lạ thật chứ. Không biết là tí vào trận nó có như thế này hay không nữa, mình cũng chả biết. Nhưng mà thôi, cứ chơi trước nè. Và hôm nay mình sẽ thao tác trên điện thoại nha, tại vì đa phần em chơi ra nè, chơi điện thoại nó mới sướng. Phê chơi trên máy tính nó lại mất đi cái cảm giác kỹ năng đấy, nên là rồi hôm nay chúng ta chơi trên điện thoại luôn nha. Đó, ok, không nói nhiều nữa, tại vì video trước mình cũng đã có review sẵn rồi, cho nên là video này mình sẽ vào thẳng phần gameplay luôn nha anh em. Ok, đó là thôi. Ok anh em, trận đầu tiên là tự chiến nhóm luôn hả, là map Ricknot nha. Map này thì chuyến ngày nhật cũng nhiều, chung là mình sẽ cố gắng gọi ra nhanh nhất có thể nha. Giờ này thì mình thấy súng điện á, nó gọi kết hợp với robot mà dịch chuyển á, thì nó gọi Titan ra khác nha. Rồi mình sẽ cho anh em thấy cái lần này luôn, tức là mình sẽ gọi con Revenant trước. Thì con xe lâu thì mình mất công dịch chuyển nhiều lần nữa, con này chỉ cần mình dịch chuyển một lần thôi là khả năng cao nó sẽ nạp đầy Titan rồi. Ok, đã tìm thấy một mục tiêu nha, không biết là con gì. Gì đây, con một con liên nè, rồi xong rồi, gãy rồi, đi lụm. Chung là con xe lâu thì nạp Titan sẽ nhanh hơn con Revenant này, nhưng mà mình muốn chơi con này anh em ạ, mình thấy con Revenant này nó gần gũi hơn, một ngày xưa thì nó cũng bá đạo hơn nhiều đấy. Ok, chưa được nha, chưa được, từ từ đợi hồi thêm một cái dịch chuyển. Ôi, một con Fendi vô cho mát. Ê, ẩu rồi đó. Ừ đúng rồi, công cụ nạp Titan là đây anh em ạ, mình cứ nẹt nó thôi, cứ nẹt nó thôi, biết đâu rồi mình nhìn rất là mê mấy con Fenrir Ultimax, nhưng mà mình lại không có anh em ạ, tiếc thiệt chứ. Mình có đủ đồ của nó hết trơn rồi, thậm chí là súng cũng lên MK2 full cấp 12 luôn rồi mà tới giờ vẫn không có Fenrir về. Rồi, Titan đã đầy rồi nha anh em. Xem ra là mình không thể nào hạ gục con Fenrir này ở đây được, nó quá mạnh. Bây giờ là phải nói là cái đồ mà trâu nhất chính là đồ Ultimax, là một là Fenrir, hai là Invader đấy. Nhưng mà Invader, ui, à rồi, vậy là trong trận thì nó không có bị lỗi nha anh em, nó vẫn như thế này. Rồi ok anh em, chúng ta bắt đầu hành trình mực nướng hải sản thôi. À, mực á
mực nướng, nhưng mà là không phải là chính nó nướng mà là nướng cả tim địch anh em ạ. À, có thể câu câu đầu tiên trong video này là mực nướng nhưng mà là nướng cả tim bạn. Đó, ok, hút chấp thì còn đồ vô tim mát cũng không thể nào chịu nổi sát thương đến từ vũ khí này nha anh em. Thậm chí là con Kuri có bật kỹ năng lên thì nữa, ăn nguyên một băng này cũng đi luôn chứ không có nói nhiều. Ui xời ơi ác. Đó, ok, anh em có thấy ác chưa? Nói chung là trận này không gặp bé Queen. Nếu mà có gặp thì mình solo thử xem có Queen hay không. Ok. Để mà so sánh về con Enfeel với con bé Queen anh em ạ. Thì mình có thể nói là con Enfeel thả diều. Thả diều con bé Queen thì được. Thả diều thôi nha, chứ để giết thì rất là khó. À, bây giờ mình mới cảm thấy là bộ vũ khí này gần như là khá hợp với con Imra luôn á, thiệt. Nó giống như bộ băng vậy anh em ạ. Từ lúc mới ra tới giờ gần như là cái thời mà trà sữa ra tới giờ thì gần như là bộ vũ khí nào mình thấy cũng hợp cả. Hợp cận chiến này, mày chạy rồi, mày tới số mày rồi con. Dính kỹ năng liền, lụm bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao mà sống sót nổi đây hả? Tới số, tới số, tới số. Đàn bài cũng chết nữa. Đấy, trời ơi. Ok chưa anh em? Anh em thấy sức mạnh của em ra chưa? Cái này gọi là đồ cũ nhưng mà cho đồ mới vào thì nó là trở thành đồ cực mới. Một con Newton nha, không có cửa. Không có cửa. Lụm đi liền. Đó, hé lộ mập mấy một tí là đây là một trong những con em ra mà anh em rất là yêu thích bởi tạo hình, tạo dáng, cỡ độ ngầu với lại kỹ năng. Rất là ngon. Hơn nữa thì đây chính là con Titan mà đứng đầu top server về khả năng tiêu diệt Passion. Có thể nói là như vậy nha. Nữa thì công thủ đều có thể toàn diện cả, với lại thì có thể phá được mục tiêu tàng hình nữa chứ. Ngon lành cành đào ngay chứ. Trước mắt có một con Enfeel nha anh em, cẩn thận trên hết. Đó, gần như một con Imra mà nó lắp súng này á thì mình không nghĩ là Lu với lại Rock nó có cửa để mà ăn được con Imra này đâu. Thiệt khó lắm á, nhất là một con Imra mà lắp súng này. Cái anh em thấy tồn máu không? Mình nghĩ á, nếu như mà cái mùa tới mà con bé Queen nó bị nép thì mình sẽ mang Imra quay trở lại thôi. Mùa tới nó chỉ có robot mới thôi, nói chung không có. Hơn nữa thì Newton nó cũng đã sập nguồn rồi, Newton bây giờ nó cũng đã yếu quá trời yếu rồi. Mấy con gần Titan tận cái gì? Sợ quá sợ. Nếu tại sao mình tàng hình liền không? Mình đợi cho nó bắn gần hết đạn anh em ạ. Tới lúc đó, trời ơi con Rock mà nó còn đột máu vậy kìa. Trời ơi ác chưa? Rồi thôi xong. Anh em thấy ác quỷ mới chưa anh em? Anh em thấy ác quỷ mới chưa? Chứ mình là mình thấy rồi đó. Kinh dị thật sự luôn chứ giỡn. Rồi xong. Tính ra là con Enfeel nó chưa kịp thả diều mà nữa là nó chết luôn rồi đó anh em ạ. Tại vì cận chiến mà, cái địa hình này là địa hình cận chiến mà, cho nên là chỉ cần mình tiếp cận tầm 350m thôi. Cái kỹ năng mà thứ hai, cái kỹ năng phụ con em ra là tạo liên kết á. Anh em phải vào tầm đó là 250m nha. Cái đó thì trong tầm 250m anh em không cần phải đợi nó bắn mình. Chủ yếu là vào tầm một cái anh em phá mục tiêu cái là dính à. Đó. Đây, okay, trận đầu tiên thì khá là suôn sẻ nha. Hơi bị ác mộng cho team bạn khi mà con anh em có thể nhìn thấy con Rock nha. Ít nhiều gì một con Rock cùi cùi thì cũng tầm là 800-900 ngàn máu. Mình cho nó mới có nửa băng đạn thôi là nó đi luôn rồi. Đáng sợ thật sự chứ. Đó. Chỉ khi nào mà chơi Imra thì anh em phải thao tác trên điện thoại thì nó mới sướng anh em ạ. Nó mới đạt được cái level max của việc đó là điều khiển Imra. Ok. Và trận tiếp theo thì chúng ta có đó chính là một map map gì quên tên mẹ rồi. À được rồi, ok, chúng ta cứ tiếp tục đi. Đây là dẫn tấn công cọp móc nha. Bây giờ tỷ lệ dê xuất hiện trên rank vô địch là gần như chỉ có 10-15% mà thôi. Tức là tầm 10 trận thì mình mới gặp một trận. Đa phần toàn Kuri hoặc là những con boss thường. Này mới sao, cái vòng lặp vô tận của robot của Beast á thì nó cứ như mãi quay vòng vòng thôi. Tức là robot mới xuất hiện trở thành meta. Xong rồi, ủa? À thôi được rồi. Nó trở thành meta, lộng hành, hút tiền của game thủ xong. Sau tầm 3-4 tháng là sẽ nép thôi, nép tàn tạ cho tới khi mà nó không còn đủ sức mạnh để có thể đối đầu với những con robot cũ nữa. Thì lúc đó là anh em tràn trở lại chơi những con robot cũ.
Ê, còn lặp thì nó cứ lặp lại lặp đi lặp lại hoài nè, mà chung là cái game này thì chỉ những nhà giàu có tiền thì mới theo nổi thôi, chứ mà anh em mà cài bình thường anh em theo không nổi đâu. Những cái meta mà nó gây rối loạn trên chiến trường thì thôi anh em không theo được gì thôi. Tính ra thằng Kairos đó nó mới dụ mình luôn á ta, mình đi theo nó cái mình bị dịch chuyển qua luôn. Ê khoan 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 khoan, cũng may là cái cổng dịch chuyển chưa đi, mình nhìn thấy một con tàng hình rồi. Mày tới số mày rồi con ơi. Đâu vậy? Đây rồi, chạy hả? Chạy, đang định đi cổng dịch chuyển thì vô tình phát hiện thằng đó tới. Ờ hay lắm bạn, bạn có biết tôi cầm súng điện hay không mà bạn dám tàng hình bạn lại trước mặt tôi vậy? Rồi xong, đi luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tìm mục tiêu khác mình dịch chuyển nha. Bắn mấy thằng này cũng hơi chán rồi. Titan thì cũng đã đầy rồi, nhưng mà mình sẽ chơi với con này thêm một tí nữa để cho anh thấy sức mạnh của robot thời đại cũ nó như thế nào. Đừng có đùa với Revenant nha, một trong những con tăng cơ mạnh nhất mọi thời đại đấy. Bây giờ mà lắp súng điện vào thì chưa chắc là thằng nào nó ăn được đâu nha. Ok, Kairos này có vẻ hơi khó chịu, lăn vòng vòng vòng. Nếu mà để nói mà nép súng điện đó anh em, thì mình nghĩ á, một là nép đam, hai nép thời gian choáng, và ba chính là nép thời gian hồi chiêu, thời gian nạp đạn chứ thời gian hồi chiêu thì nó lại lộn qua game khác đó. Ok, nhưng mà mình nghĩ cái tốt nhất là nên nép đam của súng điện xuống, tại vì nó mà kết hợp với con sen lâu thì ối xời ơi luôn. Với lại thì mới có một con tay lái mới của con sen lâu á, chắc là anh em chưa thấy, thì mình nghĩ là trong video tới mình sẽ giới thiệu cho anh em xem. Đó là tăng khả năng tăng sát thương trong lúc xài kỹ năng, trong lúc xài kỹ năng khá là ghê gớm. Tính ra hồi nãy giờ tôi vẫn còn sống luôn á trời à, mấy thằng này không giết nổi mình luôn hả ta. Thiệt, con này cũng nằm trong top những con robot mà càng về cuối trận nó càng nguy hiểm đó anh em ạ. Thiệt á, nếu mà để đạn nạp đầy module nữa nha, nguy hiểm lắm, đừng đùa. Nãy giờ vẫn chưa mất cái laptop này, mấy bạn chơi như thế là chết tôi rồi. Tôi đã cố gắng hết sức để cho mấy bạn giết tôi mà mấy bạn không giết nổi là sao. Thật nha, con này mà mình buông ra một cái không nhận sát thương là nó hồi máu kinh dị lắm anh em ạ. À, đừng có đùa nha, không giỡn đâu. Rồi ok, tính ra nãy giờ đi vòng 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 cũng hơi chán rồi, chắc là mình đi cảm tử luôn nha, bắt thằng Fury này luôn đi. Hay để gọi con ra ra chứ nãy giờ chơi nó cũng hơi hổ báo rồi đấy. Ok chưa, ok chưa, ok chưa anh em. Trời ơi, trụ nhà của nó mà tôi đi lại tự do thế này là sao. Ơi có một con Titan này, ok đó, mình giết nổi con Kuri rồi chứ bộ, giỡn hả? Đây là một con Revenant full modon rồi, Kuri làm sao mà ơi. Thôi xong rồi, pha này là gãy chắc luôn rồi anh em ơi, nhưng mà không sao anh em. Mấy bữa nay thì mình hay up video vào buổi trưa nha, tại vì buổi tối thì mình phải làm cả đêm rồi, cho nên là cũng hơi không có điều kiện, không có thời gian. Nói chung buổi trưa mình up thì anh em nào có thời gian anh em xem một tí, hoặc là tối anh em xem lại cũng được. Em coi máu con róc nè, trời ơi chưa kịp bay nữa chứ đó. À, mình nghĩ là còn cái thời gian mà like buổi tối thứ bảy chắc là mình phải dời lại thôi, tối thứ bảy mình vẫn còn làm. Chung là niềm đam mê vẫn có nhưng mà thời gian thì nó không có nhiều, không ủng hộ. Ok lắm. À, tối thứ bảy chắc là mình dời vào tối chủ nhật ha, tối chủ nhật like như vậy. Và hứa hẹn buổi tối chủ nhật đó là sẽ là một cái video gì ta, không phải là free to play đâu nha, mà chơi chắc là Luchador súng lửa hoặc là Luchador test cái gì đó, tại vì mình đang lên ý tưởng đó là một con Luchador súng lửa nha anh em. Là ngon, đi đâu đứng lại. Rồi xong 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 xong, mình muốn nên giết nó không ta? Không được, máu của nó chưa đủ 17%, không thể giết được, mình phải tiêu diệt nó thôi. Nó giành trụ kìa, thì hơi nhây với tao rồi đấy nha. Thích thành mèo nướng hay không? Ừ rồi, mèo nướng thôi, lụm. Tính ra hồi nãy giờ mình giết bên kia cũng khá là nhiều á chứ, coi nào nó tố mình hạ cấp không? Tầm này mà tố hạ cấp nữa thì tôi còn tố lại bị điên. Đi đâu? Tính đi đâu? Tính lạng lạng nữa chứ. Ra đây luôn đi, trời ơi, ép game rồi. Luchador, ấy lộn, Kairos. Bây giờ đâu còn con Titan nào nữa đâu, ra một cái là mình giết luôn ấy, trừ khi là con bé Queen xuất hiện còn may ra còn may mắn, chứ không là rồi luôn, xong phim, trời ơi rồi luôn.
tính ra thằng đó tới giờ nó vẫn còn nhây được cái ta. Sao cái game này nó lâu kết thúc thế, lâu kết thúc quá. Được rồi, mình sẽ kết thúc chính nó. Khi mà cái vấn đề nó đã quá lớn thì bạn chỉ cần giải quyết cái thằng tạo ra vấn đề. Đó là thằng Luchador này, mày. Đó, ok, lụm. Nãy giờ team mình lay quay đâu giết được nó đâu đúng không? Quay trở lại một cái là thành con hổ nướng liền. Sao mà đỡ được? Ok, lắm, đi đi. Được rồi. Để coi cái thằng này là thằng nào mà bố láo quá vậy nè. Trời đất ơi, tôi tưởng nó thế nào chứ. Coi nè, máu nó tuột nè. Máu tuột nè, đó. Xong chưa? Lật xe chưa? Vẫn còn nhiều boss lắm. Ok rồi anh em ạ. Thấy thế nào anh em, thấy bộ khí này thế nào đây? Sao mà yếu được đúng không? Quá trời mạnh luôn chứ giỡn. Không giỡn được đâu, không đùa được đâu. Đó. Ok, game đó, thứ hai đã win nha. Và mới chỉ có 15 phút đồng hồ thôi mà đã win 2 game rồi, thật là hơi bá đạo quá. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục với trận cuối cùng, có nghĩa là sẽ thêm một trận cuối cùng nữa thôi cho kết thúc video ngày hôm nay được. Rồi, trận tiếp theo nha. Chung là top thì nó cũng không quan trọng lắm đâu. Chủ yếu là chơi anh em thấy sức mạnh của cái con Titan này được rồi. Không nhiều cũng không ít. Rồi, tiếp tục gọi Revenant thôi, biết đâu thì lại nạp đầy Titan nữa trong pha này đúng không? Ok. Này, lượng máu của mình thì cũng tầm 713.000 thôi chứ cũng không quá nhiều. Tại vì mình lắp hai cái RA, là một cái NA và hai cái RA, tăng thêm độ trâu thôi. IA thì nó cũng không cần thiết. Có thể IA cũng cần thiết nhưng mà lắp hai cái RA nó nạp nhanh hơn, ok hơn nhiều. Đó. Giết ma nữa, tính ngăn cản đường đi nước bước lao hả? Dễ gì. Thấy bắn mình không thấm cho nên là bắt đầu ngưng rồi. Đúng không? Được rồi, tôi tới đây, tôi tới với mấy bạn đây. Cái thằng này nguy hiểm quá ta, không biết nó phải Curie không ta. Thường thường là mấy thằng máu như vậy là đúng là nó rồi đó, đúng rồi. Nhưng mà thằng Lin này, thằng chết thai nè. Biết sao sao, ơi. Thôi xong rồi, mình phải giết con Lin, hay quá. Chơi lắm. Mình sẽ chuyển lộn chỗ rồi, ở đây có một con Curie và một con Senlo luôn. Hơi ác. Được 60-70% thanh Titan rồi. 75% thanh Titan. Nói chung là mình nẹt chết được con Lin với lại mình gây thêm tí sát thương nó là ok rồi. Bây giờ thì mình chỉ cần dịch chuyển thêm một lần nữa là Titan nó sẽ đầy thôi. Đứng lại, hello. Chết nè, ok đầy Titan rồi nha. Và bây giờ đi tìm mục tiêu khác thôi. Giết từng con một. Ôi ơi, rồi. Bạn tàn hình là bạn để mất trụ liền á. Tôi nói bạn biết trước vậy. Nhưng mà tôi vẫn bắn được khi bạn mù tôi nha. Rồi ok, lầm anh em. Châu chấu đá xe nè, cái này gọi là con ăn gờ đó là con gì. Okay. Nhìn cái tướng chạy thì cũng không mấy đẹp nha. Lắc. Tính ra là mình buông cái trụ nhà ra cái là tụi nó chạy qua rồi. Mấy thằng mày chơi hay quá nha. Từ từ nha. Từ từ. Đợi tôi qua tới tôi chơi mấy bạn. Mệt tụi mày ghê chứ. Mấy thằng Curie mà nó nhanh như thế này nè, mình phải sử dụng tới con Indra thì mình mới giết được tụi nó. Chứ mấy thằng này nó trâu lắm, nó trâu bò lắm rồi. Trời ơi. Hay quá à. Chạy qua nhà tao xong rồi bỏ đi một cách bình thường vậy luôn hả? Đâu có dễ vậy. Nhà tao chứ không phải là chùa mà muốn vô là vô, muốn về là về nhá. Trụ nhà tao chứ không phải là dịch chuyển này chứ ban đầu luôn rồi. Khổ thân này chứ. Trụ nhà chứ không phải trụ chùa mà suốt ngày. Rồi ok, pha này là mày không thể nào mày thoát khỏi tao được rồi. Đứng lại. Chết. Trời ơi. Tưởng nó ăn được, nói ra là không ăn được chứ. Hello bạn Siren. Chết. Trời ơi, nó còn cái lá tên chút xíu nữa. Được rồi anh em ạ, pha này chắc chắn phải gọi Titan rồi. Mấy thằng này nó không để cho mình sống yên đâu nha. Rồi, bắn nữa đi. Tí nữa tao cho mày thành bê thui luôn đó. Giỡn. Ây da. Được rồi, mình khá là mệt với cái mấy thằng này rồi. Titan xuất trận, mệt quá rồi. Mình phải đi thiêu rụi tụi nó thôi. Hello mày nha. Mày tưởng mày ăn được tao hả, Senlo?
Senlo cầm bộ vũ khí này nó bắn titan rác thôi rồi luôn nha anh em. Đang coi nè, ôi trời ơi. Rồi nếu mình không phải là Inra thì chắc chắn mình sẽ gãy mình bay màu với thằng này luôn á. Mày hả mày, giỡn mặt hả mày, giỡn mặt với Inra hả mày, lên đường luôn chứ cho mày giỡn. Nếu mà cái bộ đó mà full em K3 thì nó bắn phải nói là trời ơi đất hỡi luôn á, thiệt mình có thể tự tin tuyên bố như mày luôn. Mấy mà Inra bình thường á mà mất đi cái kỹ năng tàng hình thì chắc chắn là gãy 100% với bộ vũ khí đó luôn á, ác thiệt sự. Nhưng mà cái thằng đó là cái thằng nguy hiểm nha, nó có con xe lâu cỡ đó thì mình cũng không biết là con trang titan của nó cỡ nào. Trời ơi mày tưởng như thế nào, có qua đó mình bắn bừa nha anh em, tại vì nó tàng hình nhưng mà đúng lúc là mình đứng ngay vị trí Newton à. Bây giờ Newton không thể nào giết Inra được, bởi vì khi mà Inra còn kỹ năng thì chắc chắn là chỉ nâng có một lần thôi, nâng một lần tàng hình cái là rớt à. Còn ngày xưa á, ngày xưa thì nâng một lần thì phải tàng hình hai lần, bây giờ nâng một lần tàng hình một cái là rớt liền. Ok, gãy một tay, tôi chấp bạn một tay. Đây rồi, cạp mất cánh tay phải của xanh tóc đỏ rồi, bây giờ thì phun lửa đốt nó thôi. Hello. Trời ơi, Ovion luôn chứ. Trời ơi, ác chưa. Từ anh em ạ, từ từ mình sẽ bật hồi máu lên. Đó, ok, lụm chưa. Bây giờ thì mày thành rắn nướng liền. Dọn bia. Phục vụ đâu, bưng bia lên đây. Bưng bia lên. Nữa cái gì nữa đây, tỉnh giết ăn. Ơi, không chỉ có rắn nướng mà có luôn cả mực nướng kìa anh em ạ. Từ từ, không gấp, không gấp. Gấp cái gì mày. Phục vụ. Cho vài cái bia rồi. Sao hàng này núp hoài vậy, sao tao ăn mấy. Rồi game win rồi. Và video mình tới đây cũng kết thúc rồi. Hẹn gặp anh em vào những video sau nha. Tạm biệt anh em nha.